Huyện Trảng Bom vừa có buổi làm việc về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện năm 2019. Theo báo cáo, năm 2019, huyện Trảng Bom đầu tư xây dựng 59 công trình, trong đó có 8 công trình chuyển tiếp và 49 công trình khởi công mới. Đến nay, các công trình đang trong quá trình thi công, chỉ còn một số công trình đang hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện theo quy định. Một số công trình chậm tiến độ do vẫn còn vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng đang được giải quyết.